Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà 850m đất mặt tiền đường bờ kinh T14 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đường trước lô đất của mình hiện tại nó là đường 6m. Hai ô tô có thể né nhau, có lỗ giới dự phóng. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 20m, dài 46m. Ở trong đó bao gồm là 670m thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường Đoàn Nguyễn Tuấn 300m, ra mặt tiền đường quốc lộ 1A 3 km, về lại bến xe miền Tây, chợ đầu mối Bình Điền, cao tốc Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A. An Phú Tây, trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, chỗ Tân Túc, từ 3 đến 5 phút di chuyển, thuận lợi đi đến tất cả những cái vị trí xung quanh. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Họ Riêu để nhận được thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là an cư. Xin nhắc lại là bán lô đất 850m mặt tiền đường bờ kinh T14 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 20, dài 46m, trong đó có 670m thổ cư. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip tiếp theo ạ.